Sài Gòn Special, thăng hoa một hương vị. Nấu gì đi? Cholimex đây. Yo. Trời ơi, mình làm vậy? Mình làm đúng mà mấy đứa nhỏ làm sai giờ mình phải chịu luôn. Cái này gọi là quýt mình làm cam chịu. Đừng. Mọi người biết cái tính đó không? Biết. Nó sao? Thằng này làm mà bắt người kia chịu, đau khổ. Hay lắm không các tin. Bạn. Chính xác ở đây là các bạn sẽ chơi trò quýt làm cam chịu. Trời ơi. Tấn làm tấn chịu mấy gì? Tấn làm gian chịu. Tấn làm gian chịu. Mà tụi nhỏ nó làm mấy người lớn nó chịu là sao? Các bạn sẽ có 15 lượt ném bóng. Một người sẽ được cử ra đứng ở sau tấm bảng và đưa mặt ra trước. À, cái bảng mà có cái lỗ bự bự như vậy là chắc chắn cái sai của anh Giang rồi. Ai đứng ở vị trí hứng bóng thì các bạn tự quyết định. Dạ. Nếu các bạn ném được 8 quả bóng nước thì chiến thắng. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tất cả 30 quả bóng, trong đó có bóng nước và bóng chứa bột than. À. Trò chơi này thì tùy vào sự may rủi của các bạn. Cái này là tôi không sợ. Mấy cái này là anh Giang chơi rất giỏi. Cái này là không sợ. Cái này là hên xui. Ôi dạ. Đây nè, đổ ra không sợ gì đâu. Có biết gì em đó đâu. Đúng rồi. Anh R, anh biết mà. Anh bóp đi. Anh hay là mà. Gì? Thôi anh ơi. Nếu các bạn chiến thắng ở thử thách này thì sẽ thu thập về vật dụng là củi và than để sử dụng cho việc cắm trại ngoài trời tối nay. Phải có. Rồi, tướng vô đi. Mà có được 8 lần ok là trên trung bình đó. Hay xưa trăm tiền bóng rổ. Mời. Ủa là làm sao? Một mình anh là ném hết một mình anh từ đầu tới cuối rồi. Mình anh á. À vậy hả? Có cái khăn trắng nè. Khăn trắng. Có khăn trắng nữa đó. Đang tóc quá các em ơi. Ê sao rồi. Chưa trình đổi khăn đen được không? Coi anh ăn búp bê coi. Quá trời. Dán vô trong cái cổ, dán trong cái cổ Hiếu. Đúng rồi đó. Bây giờ vậy, trước sau gì? Chỉ cần nó nổ là được. Nó nổ mình biết ở trong nó có gì. Hiểu không? Mà chắc chắn là mình bây giờ mình chơi vui đi. Không cần phải thắng thua đâu. Anh ơi thắng thua đi. Quan trọng là cái mặt đó nó như thế nào là do mình quyết định đó. Anh ơi, tin em trong tiệm bóng rổ ngày xưa. Ok. Cẩu đầu đau chờ lên. Quá ớt quá. Ồ. Em đúng chui luôn á. Trời ơi, ngay trái đầu tiên luôn á. Lấy khăn, đắp cái lưng của anh. Thôi, còn nhiều mà. Nhưng mà không, lấy cái khăn, đắp cái lưng của anh, lấy thêm cái khăn nữa. Đắp vô, coi chừng nó chạy vô cái bàn tọa của anh. Nó chạy vô bàn tọa anh rồi, ai da. Chưa mà, anh nghe đó. Anh ơi, nó chạy anh rồi. Chạy anh rồi. Nó lạnh quá, bay ơi. Đang làm nè. Ừ. Ông Quy ông chui ghê luôn, cái đầu tiên dính luôn than rồi. Dán tóc anh lên đi, nhìn vô. Vô lại đi anh. Ừ, vậy đi. Ơi, tập trung như mấy cái đinh đó, nãy tập trung vào cái mặt em. Cái mặt em mắc cười lắm. Hồi đó có chơi bowling không? Không chơi, không dám chơi. Anh ơi. Anh bớt điệu với em. Anh ơi. Anh vậy nè anh em. Đây, đau thử làm mẫu đây. Làm mẫu đi. Đó, thấy không? Để vậy nè. Đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Đó. Hãy nhận đó. Ê, trời ơi cái gu rổ. Hãy nhận đó. Cái gu rổ quất gãy cái gu rổ luôn nè. Anh Giang ơi, đang có em anh Giang. Ủa sao trời, trái nào nó cũng bể vậy trời. Đây để em. Đây em. Đây để em có dựng dài nha. Dựng dài nha. Dán lại cộng tóc anh lên dùm ơi. Dán. Ừ. Tô điểm cho anh đi. Ừ. Tô điểm cho anh đi.
Anh nói chạy cái anh nói anh. Tôi tội tình gì? Mày hả? Chân nguyên một cục bìa trên mặt tôi vậy? Chân nguyên một cục bìa trên mặt tôi vậy? Ủa cho này tính không vậy? Mình chỉ có 15 trái thôi. Mà hai cái màu đen rồi đó. Là mình còn có 12 trái nữa thôi đó. À em có trái màu trắng mà. 12 trái này mà không được 7 quả trong là chết đó. Ủa chứ ném chơi vui đùa cũng tính hơn chơi gì? Nhưng mà vẫn tính. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Nước lạnh quá. Nó chảy vô chú lạnh. Bốn trên sáu đúng không? Bốn trên sáu rồi. Xác suất đã ok nha. Ráng con ơi, ráng con ơi. Ráng con ơi, ráng con ơi. Thôi ông xui á mà ông khỏi cầu cầu xin đi. Đây nè, em tin tin em. Màu đen chắc luôn. Chắc luôn. À. Trời ơi. Trời ơi. Tôi đã quy sơ xui lắm. Thôi tô điểm cho anh đi. Thôi không ném ở đâu. Thôi không ném ở đâu. Thôi không ném ở đâu. Hên á, màu đen nữa kìa. Ủa, nãy giờ có đủ người hả? Có đủ người mà. Ủa, sao ba gì vậy? Ba người đủ rồi. Đủ rồi. Đủ rồi. Yeah. Đủ rồi. Yeah. Có rồi. Có. À, thế là hai trái trắng. Hai trái, hai trái là bao nhiêu được? Ba. Yeah. Một cái thôi. Thôi. 7 nước 4 là 11, là mình còn 4 quả nữa. Trong 4 quả này chỉ còn 1 quả nước thôi. 4 quả. Mỗi người quả đi, mỗi người quả đi. Ok. Đổi quả này đi. Mỗi người quả, mỗi người quả. Quy thì xui này có chân đổ xui nè. Được. Làm quả làm ai biết em nè. Rồi. Ủa các em chơi la fan tôi luôn. Không được. Xôi. Ôi. Ôi. Trời ơi, em không thích anh Tuấn à? Trời anh lùng miếng luôn á. Quy xui lắm nè. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Đá. Ủa anh Tuấn đâu rồi? Vậy anh Tuấn ơi. Liên tục không quả nào bể luôn ta. Yeah. Bể luôn ta. Yeah. Rồi chạy đi. Chỉ cần một quả nữa thôi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi em xui quá Quy ơi. Nãy giờ một mình em là đen không đó. Đứa nào mới trời vậy. Ủa Quy nãy giờ chưa có trái màu trắng luôn á trời. Ôi. Tay sao vậy? Em đúng cái kẹt. Em rút cái kẹt rồi đó. Tôi nghĩ là bây giờ nên đưa Quy vô đi. Bởi vì Quy quá xui. Vô. Đây, em thấy anh Tuấn vô. Này. Anh Tuấn đừng lo, còn trái để em. Mình còn 3 lượt thôi, 3 lượt này nhất định phải có một trái. Cho anh đi, cho anh đi, cho anh đi. Tuấn đây, Tuấn đây. Rồi, bao nhiêu thù hận đặt vô. Bao nhiêu thù hận đặt vô. Okay. Đây em, anh Tuấn. Ủa sao? Ủa sao vậy? Đúng rồi. Đèn nhưng mà phải còn hai quả nữa đấy luôn. Đúng rồi. Hả? Không em bị rồi. Không anh vô đi, anh rửa mặt cho anh, rửa mặt cho anh. Ủa, em bị rồi. Hai em chơi dở đi vô đi chứ. Đúng rồi. Em chơi dở đi vô đi. Đúng rồi, chơi dở đi vô đi. Đâu mà có. Nè ha, thằng em ha. Vô. Đẹp trai ha. Vai rồi nhóc mày quýnh rồi. Dạ. Đây, em không tin xui được nữa. Em mà xui nữa ta đứng lên cười tới sáng. Không có đâu, tin em. Yeah!
vậy là sao? Đâu rồi? Như vậy là sao? Đâu rồi? Lộn rồi. Đá. Bình tĩnh lại. Anh thận em à. Nó đẹp hơn em. Thôi bây giờ mình tặng chị Thắm quả được không? Chị Thắm ơi, chích chị Minh cái, ai chích chị Minh cái? Hên xui cho chị, em hên chị Thắm đừng lo, đừng tin em. Trời ơi. Xuân đã đến bên em. Quy ơi. Xuân đã đến bên Thắm. Quy ơi. Rồi. Em hên chị Thắm đừng lo, đừng tin em. Quy ơi, em đen ghê luôn á Quy. Trời ơi, ảnh là nhiều trái đen nhất luôn á. Đen không? Không phải chị, do là tay của anh Giang cầm á chị, phải em đâu. Em không xui. Mặt dính như kìa. Thôi, chúc mừng các bạn ha. Như vậy là với thử thách may mắn quýt làm cam chịu thì mấy bạn làm tôi chịu. Ủa? Thì làm em chịu chứ. Như vậy là các bạn đã có thêm được một cái huy hiệu cho cái trò chơi này ha. Xin mời trao huy hiệu ạ. Yeah. Đây là túi huy hiệu nha, bỏ vô em ơi. Hai cái rồi. Rồi, ngoài cái huy hiệu này thì các bạn sẽ được củi và than cho cái buổi cắm trại tối nay ha. Rồi, nói chung là cũng được ha. Dạ. Ủa, okay, hồi nãy ai chơi vậy? Em chơi hả Lâm? Mặt anh nhìn kì. Lâm đã bị phục kích. Ai phục kích em? Hồi nãy mà nó vô đây, em chặn đầu anh Tuấn mà vô cái kẹt mà dính anh hay thiệt chứ. Anh quá xui quá rồi. Quá xui rồi, ôi trời phải thật xui. Thưa quý vị, đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Bia Sài Gòn Special, thăng hoa một hương vị. Thì lần đầu thì tôi mới đi đến cái vườn cam mà nó xum xuê và đẹp như thế này. Đây cũng là lần đầu tiên của em, nhưng mà nào ngờ chúng ta lại ra được một tiểu phẩm. Wow, tiểu phẩm tôi nghĩ là cắt hết. Chỉ chừa khúc hiếu té thôi. Trời, vậy là nó mua rồi. Anh em mình thoại hả, nửa tiếng đồng hồ mà không vui. Nó té một cái quay phim cười sặc sẻ. Ủa là nãy Hiếu bị té hả Hiếu? Dạ. Em tự té là có người hãm hại em. Đâu, cố tình vậy, tại thấy mấy anh không vui. Còn cái khúc mà thải banh thì như thế nào? Thải banh thì thải muốn banh cái mặt. Sao anh đau không? Anh Tuấn đau không? Đau em. Trời ơi. Bây giờ vẫn còn nhức đầu luôn á. Mấy cái mà đau đớn thì anh khoái lắm. Sao nhức đầu bằng cái bữa Tuấn đập đầu anh ở Hội An? Tôi thật không ngờ. Bề ngoài thì chị gì em mà em chơi từ một cái chí mạng. Tại vì thật ra anh Tuấn là chồng của tôi. Trời ơi. Tôi bị lừa. Đúng rồi. Tôi gọi 5 trái đen rồi tôi không ngờ trái 6 diễn là trái đen. Chán. Quý nghĩ gì về cái việc mà vận xui đeo bám từ chương trình này qua chương trình khác? Em biết nữa, nhưng sao có đó là một cái là năng lực đặc biệt của em luôn á. Năng lực? Đúng rồi. Lại thường là em dùng năng lực đó phục vụ cho mấy anh em khác. Dù em ngồi gần rít một thời gian thì thằng rít nhà đâu, nhờ anh mà vẫy khăn rắn đó thì anh cũng truyền qua cho em một ít. Anh muốn bớt đen là chỉ có BS thôi. Ê! Hiểu rồi! Đến rồi! Yeah! Đi đây! Ê, ở đây bắt đầu lạnh anh Giang ơi. Lên cao á. Lên cao nó sẽ lạnh hơn. Nha, lạnh nha. Rồi sao chơi độ cao hoài vậy ta? Xin chào. Sao độ cao rồi vậy? Sao ta không độ cao vậy? Không phải chơi độ cao à. Từ người một. Tôi sẽ bay qua đúng không vậy? Wow.
Wow. À, lạnh nha. Đây là cầu Bạch Long. Kỷ lục gì? Kỷ lục gì? Kỷ lục Guinness thế giới. Sau lưng các bạn là cầu kính Bạch Long. Đây là cầu kính treo được xác lập là dài nhất thế giới với 632 mét. Dữ vậy? Dữ vậy? Cái cầu này vừa mới khánh thành đi vào hoạt động hồi tháng 4 năm 2022. À, tháng 4 mới đây hả? Mới đây luôn. Mới tháng à? Mới năm. Tuyệt vời. Tại đây các bạn sẽ tham gia một thử thách có tên gọi tìm thấy chính mình. Hả? Em thấy em đúng rồi. Mà thấy cái lộ luôn hả? Em thấy em đúng rồi, không cần tìm nữa. Tìm thấy chính mình. Tìm thấy chính mình. Thấy rồi. Ở trên cầu kính sẽ có dán rất nhiều những tấm ảnh, trong đó có những tấm ảnh cắt ra từ những bộ phận trên khuôn mặt của các bạn. Trời ơi, không lành lặn. Trời ơi, trên cầu đó mà chỉ là mặt của tụi em ra. Khuôn mặt Thấy gì đó. Quan trọng các bạn phải tìm thấy chính mình trong số rất nhiều bức ảnh của nhiều người khác nhau. Tại thử thách này sẽ có một phần thưởng phụ. Ba người tìm được đúng phần chân dung của mình đầu tiên thì sẽ được sử dụng bữa trưa ngon miệng. Ủa nói anh em một mà sao đội mà ăn thiệt sao? Đội mà hai mặt quá hà. Xin thông báo bữa trưa đồ ăn rất là ngon. Chúng ta sẽ dùng lẩu nóng trong thời tiết lạnh. Các bạn có thể suy nghĩ thêm. Dạ tụi em chơi hết rồi, chơi bất chấp à. Dạ. Vậy chơi riêng đi. Đúng rồi. Anh em gì tầm này? Đúng rồi. Anh em gì tầm này? Mỗi người chỉ được mang về duy nhất một tấm ảnh. Nếu có ít nhất 5 người thành công trong thử thách này thì các bạn sẽ thu thập thêm được một bộ dụng cụ dựng lều, bạt ni lông, cọc gỗ, thảm cách nhiệt. Yeah. Cho tôi hỏi là lấy hình của tôi là lúc tôi chưa thẩm mỹ hay là sao? Hỏi luôn á. Hình của tôi là lúc tôi chưa thẩm mỹ hay là sao? Hỏi luôn á. Với lại mình chưa thẩm mỹ tôi quên mặt tôi rồi. Là mình cũng có nhu cầu gắn cái môi lâm vô cái mặt của mình ha. Các bạn lưu ý, khi đến khu vực giữa cầu, chúng tôi có bố trí một tấm bảng thông báo. Tại đó các bạn sẽ phải nhảy xuống. Sẽ phải bò bằng hai tay, hai chân để tiếp tục tìm kiếm tấm ảnh của mình cho đến hết đoạn còn lại của cây cầu. Rồi, đúng rồi tay nè. Đúng rồi. Nổi da gà nha. Ghê quá. Chị ơi, có xích beo cho em không? Tôi thấy chương trình đang đi vào lối mòn. Đó là hù về sờ đấu cao thôi. Mà biết tụi mình sờ đấu cao nữa. Đúng vậy. Thật ra mọi người hiểu là cái này rất là an toàn. Đúng. Dạ, an toàn. Thì nó sẽ đỡ sợ. Dạ, an toàn. Thì nó sẽ đỡ sợ. Không bao giờ chết là không chết. Nghĩ là không bao giờ chết là không chết. Sao vậy? Đối xử tụi em như vậy? Em mới vậy mà đều vậy tạ anh thôi. Anh thiệt là linh thiêng. Bây giờ xin mời các bạn di chuyển ra khu vực đầu cầu để trang bị giày đi trên kính. Khỏi à, vậy là đi được à. Ê! Trời, có gì đâu mà. Đừng nhìn dưới quy, nhìn trên thôi. Bình thường dưới quay, nhìn trên thôi. Bình thường không? Bình thường. Này chưa có hình. Trời ơi, may ra ma, cái này có gì đâu anh. Ê, rất sợ nha. Bạn ơi. Ê, trời ơi, cái này có gì đâu. Ê, rất sợ nha. Bạn ơi. Ê, trời ơi, cái này có gì đâu. Tôi hoàn thành thử thách rồi. Ui, cao nha. Chị Tâm ơi. Anh cứu em. Đi nghe cái thanh này đỡ sợ nè. Sợ đó em ơi. Ui cao ghê á. Ôi sao nhột giò vậy ta. Nhìn xuống dưới ta. Sợ nha bà nội. Giò quá. Ê qua không được. Trời ơi. Ôi ơi. Vậy? Tôi tự nhiên nhúng nè. Trời ơi. Sao nhúng gì? Rất nè. Sợ. Cái hai cái giò em quá quéo lự, nó quéo lự. Nó giò gà rồi. Quay phim sao vậy ăn dưới người ta. Mày nó có ai quý quý quý, mày nó có ai quý. Mày nó có ai quý quý quý, mày nó có ai quý. Nhìn phụ anh coi, mày nó có ai. Là chỉ của anh á. Không phải, cái này là của anh Đàm Vĩnh Hưng. Chắc chắn luôn. Rồi sao hay vậy? Anh Đàm. Ê, sao có nhiều cái nó nhúng ta? Sao có nhiều cái nó nhúng ta? Nhúng à. Nhíu cái giò. Thôi. Có nào chương trình ta bất ngờ trong sập. À tức là không phải là chỉ dàn cá mình không mà có nhiều người.
nhiều người trong showbiz rồi đúng không? Đúng rồi. Mày không cười đẹp vậy đâu. Mày hiểu nè. Lâm anh, không mày đó. Quê. Phải không? Quê. Không phải em. Không phải em hả? Không phải em hả? Hãy bò bằng hai tay hai chân để thành thử thách. Thôi từ cái bản này mình bò nha. Ủa sao không thấy tôi trời? Ê. Ủa? Hiếu hai nè. Hiếu. Sao em không vậy Hiếu? Không phải em đâu. Hiếu, em nữa nè. Em cá không? Cái này em chứ ai? Cái này là em, hay cái này là em nè. Em chứ ai? Cái này là em, hay cái này là em nè. Ủa Hiếu nữa nè. Sao in hình như Hiếu không à? Sao hình em quá vậy, quá dài quá vậy? À, tôi sợ quá, tôi về trước đi. Anh phải đi với tôi. Em ơi, sao em kỳ vậy? Sao em không quỳ? Em quỳ đi, họ sẽ đưa bị phạt nữa bây giờ. Quỳ đi. Đi về, không chơi nữa. Đi về mẹ đấy. Thôi. Sợ quá. Ghê quá. Nó rỉ. Sợ luôn, nó sợ. Thôi em ơi. Đi. Ủa sao em thấy tôi trời? Sao em thấy tôi? Không phải. Tuấn nào mà đẹp vậy? Tuấn á, 100% luôn. Lâm nè. Lâm nè. Chắc chắn luôn á. Không. Lâm nó. Ôi! Gì? Anh ơi, có nào của em không? Tìm em với. Ừ, nãy giờ anh chưa thấy em với anh luôn á. Thấy ai hả? Ủa, tôi chưa thấy được cái hình của tôi luôn đó. Ủa? Ê! Ghê vậy? Em lỡ nhìn chứ rồi. Ủa, tôi chưa thấy được cái hình của tôi luôn đó. Ủa, chừng nào mới đứng dậy được? Anh làm đầu gối quá. Anh Tuấn, anh Tuấn, anh Tuấn. Khít nè. Đau đầu gối quá. Anh Khít nè. Hả? Thiệt. Anh mà. Phải bò về. Đừng nhìn chị ơi, nhìn lên. Vậy? Nhìn lên. Nãy mà thấy hình của anh không vậy? Không phải. Sao bây giờ không có hình của em vậy? Không có hình anh vậy. Ê, có ai bay kìa. Trời ơi, sợ quá. Môi em nè. Chắc. Đau đầu gối quá hả? Thấy rồi. Cái này là giống như anh Trúc Nhân vậy đó. Nhưng mắt anh Trúc Nhân quá à. Quý vị ơi, quý vị phải trải nghiệm. Đây là cái kia, có phải của tôi không? Coi chừng mấy anh kia. Ê, sao giống anh Tuấn vậy? Không phải, môi anh đâu mỏng gì đâu. Quay phim ơi, mấy mốt đứng ở giữa đi để mấy cái gân tôi đi được, đừng có đi ra đây nữa. Wow, đúng sợ luôn á bà nội ơi. Mọi người hãy nhìn thử ở dưới đi mọi người ơi. Cái cảm giác thấy ghê lắm. Trời ơi. Sao ra đây em quéo ta? Anh em mình chưa có đâu. Anh em mình phải khúc cuối chứ. Đau đầu gối quá. Lâm là mấy cái ơi. Có cái đó gì vậy? Lâm là mấy cái trên á, Lâm là mấy cái trên á. Lâm ơi, nãy có em rồi đó nha. Có chưa? Lâm là em trên em dưới á. Đúng phải không? Trưng bày của em trên đó đó. Thôi ơi, ê, cái dòng sông ở dưới nó ghê quá vậy. Nè anh Tuấn nè, 100% luôn, anh Tuấn á. Không phải. Anh đó. Đúng rồi, cái mỏ này của anh quá. Ê, cái mỏ này của anh quá nè, phải không? Để em nhìn kỹ coi. Anh á. Đúng rồi, em đó, anh á, phải không? Anh á, lấy chứ gì. Ê, quý đây. Phải em không? Không phải. Quý đó, em đó. Không phải em đâu cao vậy? Đố mọi người ai đây nè. Ê, đố vậy? Đố mọi người ai đây nè. Ê, sao đúng vậy? Đối người ai đó, tôi biết ai đó, tôi biết. Anh đang trường. Đúng rồi. Anh đang trường. Đúng rồi. Anh đang trường. Đúng rồi. Ê, sao đúng vậy ta? Ê, đúng. Ê, chính em. Đúng rồi, anh em luôn nè. Chính em, lượm đi. Một môi trên mỏng là của em á. Anh đang trường. Mà mỗi người lấy một bộ phận thôi mà. Sao nãy giờ mình lấy nhiều vậy? Ủa, mỗi người lấy một bộ phận hả? À, tôi đây. Em đây nè. Em đủ rồi nha, em đi nha. Ghê quá. Giờ muốn Agra Phan nè. Ê, đừng chạy nữa mới, đừng chạy. Đúng rồi. Chạy đi. Má Lâm Tuấn. Hồi nãy chương trình dặn là mỗi người lấy một bộ phận thôi. Đúng rồi. Ủa, cái này mới là anh Lâm nè. Anh Lâm ơi. Lâm ơi.
Đây nè. Mẹ Lâm nè, mẹ Lâm nè. Một người lấy một bộ phận à? Mẹ Lâm nè. Một người lấy mấy cái? Một cái. Nhìn đi, nhìn trên, nhìn trên thôi. Rồi. Nè. Đâu đâu đâu. Ê. Ê cái môi em kìa. Ê. Ê cái môi em kìa. Một người lấy một cái hả? Một cái. Ê. Ủa một người lấy một cái. Cái gì? Cá. Cái gì? Đừng có chạy. Đừng có chạy. Đừng có chạy. Cảm giác thứ phi. Sao quá. Cảm giác thứ phi. Sao quá. Chạy lấy một chạy lẹ hả Mỹ Tâm ơi. Sao nó rung vậy? Đừng có chạy. Ghê quá vậy. Ê đừng có chạy. Dạ. À, đừng có chạy. Ghê quá vậy. Mày. Tại sao nó rung vậy? Đừng có chạy. Ghê quá vậy. Ba ở đây mình về. Chạy nhanh vậy. Mà ba anh em mình xa chắc cười chết luôn á. Quy. Bỏ xuống. Gì rung vậy? Thì đó lâu lâu nó rung cái nha. Nhưng mà cái con mắt này đúng của em không? Đúng của em á. Ôi cái miệng của con rít kìa. Môi em, môi em. Cho em đổi cái miệng được không? Môi, ừ. Mà lên trên để làm cái gì vậy? Đổi đi, đổi đi, đổi đi. Anh đầu lấy, anh cúi được rồi em đi. Bỏ xuống. Nhưng mà cái con mắt này đúng của em không? Mắt của em á. Vậy thôi em lấy đi. Chắc chương trình. Môi được của em luôn nè. Em lấy. Thôi lấy em đi. Camera không nói đâu. Ok nha. Ok nha. Ừ. Ghê quá. Sợ không camera. Nhúng thử nhau đi nè. Ghê quá vậy. Sao ghê quá vậy ta. Trời con mắt anh rít y chang rồi. Cái mỏ môi môi trên mỏ của em à. Lúc này em mới cắt tóc luôn. Cái máy của em là vậy nè. Hai em biết tóc nào luôn á. Rồi bây giờ các bạn đã cầm trên tay mỗi người một tấm hình chưa ạ? Đúng rồi. Rồi, rồi. Có bạn nào cầm hơn một tấm hình không thì trả lại chúng tôi. Không có à. Không có à. Chúng tôi chơi đàng hoàng lắm. Đúng rồi, hồi nãy con không biết rồi trời được giác lợi đó rồi. Mà lấy em đi. Camera không nói đâu. Ok nha. Ok nha. À, chúng ta có ba thành viên về trước đó là Chris nè, Huy nè, và Giang. Ba thành viên còn lại thì về sau. Bây giờ để xem coi kết quả của Chris, Huy, Giang như thế nào nha. Ngô Kiến Huy. Cái lỗ mũi đẹp. Để ra tôi. Cái mỏ. Tôi đã khuyên Huy chọn. Đúng rồi, cái mỏ trên mỏng của ơi. Đẹp vậy? Đẹp giờ. Cái mỏ anh chấm chiếm rồi. Chấm chiếm luôn á. Cái này chắc hồi lúc giả vờ yêu đúng không? Năm 2000. Dạ không, cái này là bài cái 2020, 2021 á. Gần đây. Rồi, chính xác. Yeah. Rồi xin mời Chris. Con mắt nhìn là biết rít liền. Con mắt nhìn là biết rít liền. Mắt ba Mỹ ha. Ba Mỹ. Đúng rồi. Cái này là chọn ai đây? Chọn ai đây, mới cắt tóc xong luôn. Chính xác. Rồi xin mời Giang. Đây. Sao nhăn quá vậy? Thì anh mắt anh nó già mà. Này đó. Đó, đó. Đúng rồi. Rồi đúng kết rồi. Quả của Trần Giang chính xác. Tiếp theo là Hiếu. Hiếu nhiều nha. Hiếu quá, dán quá nhiều. Hình như người dán là fan Hiếu. Đúng rồi. Wow, có một ruồi. Sai luôn. Sai luôn. Sai rồi. Anh nói rồi, có cái nút ruồi dưới đi, em không chịu lấy. Ủa em lấy mắt của người ta, em về làm của em hả? Đâu, y chang mắt em mà. Không, có thể là tấm này nhưng mà họ photoshop mất đi cái một ruồi. Cái mắt này là mắt giống như là của anh gì mà người mẫu á. Không, hồi nãy tới 2-3 tấm giống vậy lần anh. Không thể tìm lại chính mình. Đúng. Chết rồi. Ủa, cái mắt ai? Không thể tìm lại chính mình. Đúng. Chết rồi. Ủa, chứ mắt ai? Lâm. Lâm hồi nãy tôi thấy nhiều lắm nha. Đôi môi này chứ ăn cơm với cá của giờ hôn má ai đâu. Đôi môi này chứ ăn cơm với cá của giờ hôn má ai đâu. Chính xác luôn. Đó đó. Chính xác. Môi. Tại vì Lâm, em phải hiểu một điều là chắc chắn chương trình sẽ chọn môi của em. Cho nên em phải lấy phần môi là đúng rồi. Rồi, xin mời Tuấn. Tâm lý là mình. Đây, ánh mắt đau khổ. Yeah. Trời ơi. Kỳ vậy. Ủa quá vậy. Ủa có một mình em sai thôi hả? Ngầu đó. Một mình em sai là ảnh hưởng tới cả đội đó. Một mình em sai là ảnh hưởng tới cả đội đó. Như vậy là có một mình Hiếu là có kết quả chưa chính xác. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành thử thách này và nhận được vật phẩm để dựng lều. Bây giờ các bạn sẽ di chuyển đến nhà hàng Mộc Châu để dùng bữa trưa nay. Đây là nhà hàng bằng tre lớn nhất thế giới hiện nay. Trời ơi. Giờ mình phải đi ngược lại đó. Thôi. Còn quan trọng là có ba thành viên ăn ngon nha, là Huy, Chris với lại Giang. Ba thành viên còn lại thì bữa ăn là được. Thôi được rồi. Được rồi. Rồi. Thoát khỏi chỗ này là được hả? Không sao, chia sẻ được. Ok. Còn ăn được. Rồi mình đi ngược lại nào. Không anh có đi ngược lại, chúng ta vẫn còn một đoạn rất dài cầu kính. Không sao chị, anh đi. Em đợi anh bên kia.
chấm gì ngon. Cholimex đi. Đúng rồi. Lê Tuấn ơi. Tí. Nghe gì? Để chú tôi đây anh ơi. Cứu tôi. Anh ơi. Cứu tôi. Cứu tôi trời ơi. Chết tôi trời ơi. Sợ. Sợ. Ôi đẹp. Trời ơi. Cái này người nào làm vậy anh? Người Việt Nam mình. Ủa đúng tại sao lại chiếu cờ của mấy người này luôn? Không, cái này để cho đi du lịch là mà. Khách du lịch đó. Khách du lịch. Tưởng niệm á. Tưởng niệm á. Thôi. Kỷ niệm. À lộn kỷ niệm. Đức ơi. Đi du chọc. Nắm thuê nhau trên đường, chúng ta ngủ vui cả ngày tháng. Có mưa thân nghỉ lại, người ta yêu nhau ngày ấy. Tóc em xanh vì yêu, mắt anh xanh vì yêu. Vì em, trời ơi là trời. Trời ơi, chiến thắng bên phải nhìn là hiểu rồi ha. Trời ơi, lẩu ốc đi mọi người. Đi rồi lẩu ốc lắm luôn á. Trời ơi, nhìn ngon vậy. Bữa nay chắc không có lẩu mà lẩu rau nha mọi người. Mở đó xem nào. Mở đó xem nào. Ồ, xuất sắc luôn anh em ơi. À trời ơi, ăn mì bằng nước sôi chế với thơi. Ôi, chắc trường thơi. Nhưng mà có hàng hảo là ngon. Có hàng hảo là ngon rồi. Ôi, trời. Quá trời vậy. Ôi. Ồ, riêu. Ốc. Riêu này lát mình đừng có bỏ vô đây nha, nó sẽ tan ra mình bỏ trong chén mình đó. Ok. Lẩu riêu cua sườn sụn nha mọi người. Bỏ rau vô em ơi. Bên em là ăn mì gói, bỏ rau gì? Rau của bên Thắng, mà tại vì không có chỗ để mà để bên đây thôi. Không. Ủa? Không. Ủa? Đất nào là của mình hả? Đúng rồi. Cái này là của tụi tôi. Sổ đỏ anh đâu? Ừ. Anh hay quá. Anh nói nè nè, khúc này là của tôi nè, tôi phải vớt ngay đây nè. Đúng rồi. Nó lấn cái bàn của tôi nè. Cạp nó đi em. Nè, nó sẽ... Thôi, để tôi set up lại. Thì ra là khi đó là bị hoang tưởng nhiều. Hỗ trợ đây. Có gì đâu, dễ mà, để hỗ trợ xíu đi. Dạ đây. Ủa nhưng mà nó đã qua rồi. Không, tụi tôi set up lại. Ê đây, thấy chưa? Anh ơi. Chưa, ham quá. Hết chỗ rồi. Kéo bàn ra. Đó, rồi đó, ranh giới. Kéo bàn ra. Không hay à. Anh muốn ăn đạm không? Ăn. Anh muốn ăn đạm không? Ăn cá voi kìa. Rồi đưa cái giá đây, cá coi em cứu em cứu em. Dạ chân nhỏ. Cá coi này ok đó. Sao vậy anh ơi? Ôi, em ăn mì xào. Ok, mì xào em luôn, mì khô đúng không? Em ăn mì trộn. Dạ. Rồi để em trộn cho. Ôi. Chiếc nước ra thôi. Thôi để anh nãy nha. Đúng rồi. Anh làm cho. Trời hồ đẹp quá. Hồ kìa. Xin phép tạt nhẹ qua bên kia được không? Trời ơi. Xin phép tạt nhẹ qua bên kia được không? Xin phép tạt nhẹ qua bên kia được không? Trời ơi. Cái gì? Cái giỡn đó nghe kỳ lắm. Trời ơi, người ta xôi rồi, giờ này chưa xôi. Tranh thủ mình ăn lẹ cho bên kia nhìn đi. Đúng rồi. Ủa rồi vậy làm chi? Người ta nhìn người ta có thèm không? Có thèm nha, miệng mình ăn ngon lắm. Miệng em ăn sao? Tiếp. Họ đang cố vui trên cái gì mà nhấm quá à?
cái thất bại của họ. À, cái thất bại của họ đúng rồi. Nước sôi này khoa để anh thử nước lẩu này để coi tình hình sao nha. Em nghe mùi không? Em khoa từ từ đi. Không tin không tin. Tin thôi. Ủa? Tin thôi. Ủa? Em cũng ăn khô luôn hả hay là? Ăn khô luôn. Ok. Anh hai ơi, chị hai có bầu, anh đừng sầu như trái vừa khô, ai mua vô 5 đồng một trái. Thật là nhạt nhẽo. Bốc diễn mình đi. Mà ý là thoại vậy để chi á? Nó đi về thể hiện đó, thể hiện là mình thuộc về rồi đó. Nói gì nữa? Cái đó là bồn của nó lốp anh. Người ta làm chín rồi, mình chỉ bảo như đây nè đó. Chưa chín. Chín rồi. Nãy giờ gió vô, ốc nãy giờ sệt, máy gọi sệt á. Gió vô sẽ bị đau bụng. Té rè. Cái hạnh phúc của những người đau bụng là có cái ăn để nó đau bụng, hiểu không? Còn mình kia bón. Yeah. Nè thôi, lúc nào chúng ta là anh em một gia đình mà ăn mì phải có giá rau đồ vô. Chuẩn xong chơi tôi chỗ nước lèo cho ăn cho ngon nè. Không ăn đâu. Không ăn đâu. Không cho mấy cộng giá mà nói. Xài xế nước lèo không? Không luôn. Suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ kỹ rồi. Rồi, đưa cái chén đây. Và đây. Và đây. Đây là riêu của. Ý của. Lấy em nước lèo đi. Sùng sương à, sương sùng à. Sùng sùng à. Rồi, đồ nem đâu? Hey, scoop. Hảo, tôm chua cay chọi cái này thời sinh viên. Hết luôn hả ông? Ở đi em ơi. Mặn lắm à. Đó, nước mắm rồi ra đi mọi người. Có này em hết rồi. Đúng rồi. Quá ngon, cái này mà không có tương ớt là chết. Yeah, anh em thử coi. Ngon quá. Từ từ cái dân phẩm. Trời ơi, nó ngon lắm quý vị ơi. Có cần thêm miếng thịt gì vô không? Không ạ. Thiệt mà. Nhưng mà có thì tốt ạ. Thằng bởi vậy nó thấy đó. Anh ơi, chuyện gì cũng là anh em, 20 mấy tập rồi. Bạn tôi sáng nhìn ăn lên dán đường. Bạn tôi sáng đạp xe 30 cây số. Thằng đi dạy thêm, đưa làm tiếp thì. Thằng làm bán cơm, thằng làm quán cơm. Thằng ngồi bán bia, bán cơm. Tôi về một gói mì ăn. Mì hao hao. Ngon, rất ngon. Ngon không? Ngon. Lớn lên bạn sẽ làm gì? Mình sẽ làm diễn viên. À. Đâu bạn diễn thử tôi coi. Wow. Đúng rồi. Sau này lớn lên bạn sẽ làm nghề gì? Mình sẽ làm bác sĩ để trị bệnh cho bạn này. Trời ơi là trời. Hiền dáng quá. Hiểu ơi. Quý dưới đích ơi. Dạ, dạ. Mình ăn xong đi rồi mình trả không gian thoải mái là cho mấy bác bên bệnh viện tâm thần nha. Mình chuyến thăm vậy là thành công rồi, mình về thôi. Trời ơi, tương ớt siêu cay thiệt đó hả? Cay khủng khiếp luôn á. Này anh ơi, anh ăn có ngon không? Sợi mì dai và giòn lắm. Như mì sợi giòn vậy đó. Anh em ơi, làm một tí mát lòng nha hả? Có cái muỗng không em? 1, 2, 3, vô! Mãi là anh em. Các bạn tự tin rằng các bạn rất là yêu quý nhau đúng không? Yêu nhau, yêu nhau. Trời ơi, ý nghĩa gắn kết quá trời. Anh em không ai chia sẻ được anh em tụi tôi. Bởi vì anh em nhớ với chúng ta và cùng đại ca. Ê, đợi đưa Phương Nhai không hát được. Tôi rất hoan nghênh tinh thần đoàn kết của các bạn. Tuy nhiên, tối nay chúng ta sẽ cắm trại ngoài trời. Chương trình cần các bạn bình chọn cho một thành viên là cừu đen của nhóm. Thành viên này sẽ phải ngủ riêng một mình trên ngọn đồi hoang
và chỉ được đem theo một món đồ sinh tồn mà các bạn thu thập được trong suốt hành trình hôm nay. Đồi hoang. Nếu mà nói về ngủ á thì là người mà ngủ mà tốt mà thoải mái nhất á, Ngô Kiên Quy. Không, anh Giang. Không, anh Giang em ở đâu anh cũng ngủ anh được. Anh của em, cho nên là em nghĩ anh Tuấn nên đi. Những người mà anh nghĩ anh Tuấn nên đi. Những người mà hay sợ này sợ nọ đó thì anh nên đi để trải nghiệm. Tại vì có nhiều cái điểm sình á. Đúng. Tôi chọn anh Ngô Kiên Quy bởi vì anh Ngô Kiên Quy là hãy đụng đâu nằm đó, cho nên ảnh không có cảm giác sợ khi mà anh nằm xuống là anh ngủ anh liệm đi thôi. Cho nên anh Quy sẽ là người đi. Nhưng mà tôi sẽ bầu chọn cho Lâm. Tại sao? Bởi vì Huy đi ngủ không có câu chuyện để quay, Lâm có nhiều câu chuyện hơn. Đúng rồi. Có nội anh, dung hơn. Anh sẽ lên đó anh diễn tiểu phẩm với trong nhóm này á, không ai hài độc thoại với Lâm hết trơn á. Đúng. Mà mình Lâm vẫn thể gây cười được. Lâm đi. Theo những quyết định ban đầu, Giang, Tuấn, Huy, Lâm đang trở thành tiêu điểm để bình chọn cừu đen. Chris và Hiếu thứ hai hiện đang an toàn trong tầm ngắm của các thành viên khác. Thế nhưng, quyết định này liệu có giữ nguyên cho đến khi màn đêm buông xuống? Thôi mình tiếp tục hành trình chứ hả? Không lẽ mình ngồi ăn hoài? Nói chung là ngày hôm nay thì không biết là tối nay thì như thế nào, nhưng mà trước mắt thì được ăn ngon, được chơi trò chơi cũng không phải gọi là khó lắm ha. Bình thường, cũng gọi là bình thường, chỉ dụ độ cao, cứ ép tụi tôi chơi độ cao hoài, biết tôi rất sợ độ cao rồi. Mà hai ngày liền, hai tập liền cứ độ cao hả? Mùa sau tôi ước gì chúng ta sẽ được chơi ở độ sâu. Mùa sau có mời em không? Có chứ. Có. Mẹ em còn làm thì em cũng chơi. Thử thách tiếp theo của chúng ta cần sự tỉnh táo của các bạn. Trò chơi tiếp theo có tên gọi là đầu óc trên mây. Đầu óc trên mây. Đầu trên mây mẹ và sau đòi tỉnh táo ta. Lên thiên đàng. Ở đây có cái gì không ta? Ê, trên mây mình còn một trời rất là ghê nha, cột hai giò vô văng được cầu xuống đó. Trời ơi, nhiêu là ốc là sờ sòi ra hết luôn á. Thiệt. Thì mới ăn tầm ói đó. Đi. Đi tay, đi anh em ơi. Bia Sài Gòn Special, thăng hoa một hương vị. Ở đây, các bạn sẽ chơi một trò chơi có tên gọi là đầu óc trên mây. Ở sau lưng các bạn là đường trượt Air Slide. Các bạn sẽ có tổng cộng 3 lượt trượt. Lượt đầu tiên và lượt thứ hai, mỗi lượt sẽ có 3 người chơi. Lượt cuối cùng cả 6 người cùng chơi. Mỗi lượt chơi, các bạn sẽ được xem một tấm bảng có 10 chi tiết đồ vật. Các bạn sẽ được nhìn và ghi nhớ trong 10 giây, sau đó trượt xuống. Ở hai lượt đầu tiên chỉ cần ghi nhớ chính xác 7 đáp án là thắng. Lượt cuối cùng thì sẽ phải ghi nhớ đúng 10 đáp án. Rồi, bây giờ ai chơi trước? Bây giờ mình phải tập trung mình nhìn vô là mình nói lớn cái đồ vật đó. Tại vì mất ghi nhớ nữa. Rồi, giờ mình sẽ lựa chọn 3 người chơi đầu tiên nè. Nhiều rách bị. Bị gì nữa? Ai bị? Nhiều rách bị để chọn 3 người. 2, 3. Nhiều ra ít bị. 1, 2, 2 người bị. Rồi, tìm thêm 1 người nữa. Mình đi trước ha. Nhiều bánh tôi xì đây, mình hay nhanh lắm. Bánh xì à? Dạ. Bánh thầu xì ra cái gì? Ra cái này. Ra cái này. 1, 2, 3. 2, 3. Đó. Đồ chơi với con trọc cúp dai nữa chứ. Ôi trời ơi. Sao gắn cái con bé dai này. Các bạn hãy cố gắng. Nếu chiến thắng cả 3 lượt chơi thì các bạn sẽ mang về cho mình vật phẩm là túi ngủ tối nay. Lạnh lẽo. Ao thu lạnh lẽo nước trong veo. Một chiếc thuyền câu bé tẹo teo. Láng nát mặc dù tay kẻ nặng mà em vẫn giữ tấm lòng son. Hai bài không liên quan. Anh nói anh em mà anh cứ chơi anh chơi anh hơn thua đó. Anh nói anh muốn tấm tách ra. Chúng tôi bé cho tôi chơi đi. Rồi các bài đã sẵn sàng chưa? Rồi. Lên xe điện. Em gái chở tụi anh đi à. Wow. Quay đầu xe đi cưng, quay đầu xe đi, chở anh Tuấn đi. Ê, nha. Nhớ nha. Hãy chở anh Tuấn về nữa yên tĩnh. Vậy bây giờ sao nè, bây giờ mình sẽ có tấm bảng ngoài trước. Rồi, tâm có cái bảng. Vậy bây giờ nhớ đi, anh nhớ ba đầu. Anh ba đầu. Ba giữa. Ba cuối. Bốn cuối rồi. Bốn cuối. Còn không ba hết đi. Ba đi. Cái cuối mình bỏ đi. Rồi, ba. Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chậm lại. Nên hòn núi cao. Mây cà phê. Cà phê nhiều. Cầu thủ mắc kiếm vali. Trái cái gì vậy?
cái chai đó khỏi đi, bỏ đi. Cầu thủ mà. Ơi! Ơi! Đưa chân lên. Rồi ra ngoài luôn, ra ngoài luôn. Đừng có la. Ơi ơi ơi. Ơi ơi. Chết rồi. Thằng em ăn cứng người, thằng em cứng người rồi. Nó cứng người rồi. Em ơi, cứng người rồi. Kìa, kìa, trả lời kìa. Lẹ lên, đừng có làm tiểu phẩm nữa. Messi. Cái đó là cầu thủ. Messi, kệ Messi. Kệ ta đi. Được, tiếp. Cà phê, mây, nhiều. Mắt kiếm, vali. Môi. Môi, trái hồng. Rồi, chính xác. Yeah. Rồi, xin mời ba bạn còn lại ạ. Cái dốc á, cái dốc ghê nha. Đưa hẳn chân lên nha. Ok, ok. Lên tới chưa ta? Kìa, ngồi, 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 kìa, okay, ngồi, kìa. Okay. Em nghĩ là con dúi sẽ văng ra đầu tiên. Đúng. Con vàng, con vàng phải không? Con dúi vàng. Con dúi vàng sẽ sợ. Văng ra tiên, mất cái hồn luôn. Đi nè. Dạ. Cặp này, lại, lại, cặp. Rồi, con dúi hoay có sợ không? Không. Cái đèn là cái gì vậy? Cây, 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 cây. Mèo, ghế, điện thoại, áo dài. Ronaldo. Máy chụp hình. Máy chụp hình. Đủ chưa? Mèo, ghế, điện thoại, áo dài. Xe đạp. Ronaldo. Máy chụp hình. Và bây giờ là lượt cuối cùng. Cả 6 người sẽ trượt cùng một lúc. Và các bạn sẽ chỉ có 5 giây để ghi nhớ 10 món đồ và yêu cầu phải liệt kê chính xác 10 món. Đơn giản, dễ. Ngừng 2 cái. Xin mời các bạn di chuyển lên. Là người nhớ 2 cái là cố gắng là 10 đây, hình bây giờ nha. Đây, Hiếu. Em đầu tiên, em từ trái qua phải. Trái qua phải, hàng trên. Thì đó, cứ y chang vậy là tiếp nói ha. Dạ. Dạ rồi, ok. Ok, nón lá, tủ lạnh. Không, tủ lạnh, kem, cá heo, bồ câu. Tủ lạnh hay gì vậy? Kem hồng son, em nhớ hồng son. Spiderman. Spiderman. Hồng son. Spiderman. Spiderman. Hồ son. Hoa hồng. Spiderman nữa. Rồi. Spiderman.
Spiderman, đồng hồ, hoa hồng, sóc, kem, cá heo, bồ câu, tủ lạnh. Cái muối đầu tiên á, cái trắng như hụt, như hơn cái tam giác trắng như nè. Không biết là muối hay là gì đó, như là một cái hỗn hợp bột muối gì đó màu trắng. Sao có tiền chưa? Phải không? Nón lá cái đầu tiên là còn cái. Nón lá sao á? Cái đầu tiên của em sai không nhớ? Em thì cái chán quá. Thì đó em nhớ hết á, mà trừ cái đầu của Hiếu mà. Không, vậy là nó là cái nón lá. Rồi, nón lá đúng không? Khoan, không phải đâu, nhìn mặt kìa. Không phải. Cái đầu tiên là cái gì? Đâu, em nhớ cái nón lá mà. Màu trắng mà hình tam giác. Đang hỏi cái gì? Cái nón lá. Chốt. Nón lá. Rồi, chốt cái nón lá, cái cuối cùng là cái gì? Cái tủ lạnh. Đúng rồi mà, tủ lạnh. Phải. Không phải. Cuối cùng là có ai? Ê, cuối cùng bên góc á. Bên góc là anh ngồi cuối mà. Đây nè. Cuối cùng là gì? Em ngồi cuối, em nhớ thấy cục đen đen này, thấy tủ lạnh đó. Không phải, nó là cục mà cục hơi trắng trắng ngàn à. Là ai vậy? Của Lâm á. Của Lâm á đó. Cái đổ thừa cái đó nó khó nhất á. Trời ơi, nhưng mà em nhưng mà anh nhớ chứ. Cái vị trí của em mà. Sao dặn là phần ai nó nhớ, anh nhớ luôn cho phần hai đứa em luôn á. Rồi ha, tất cả những món các bạn kể đều đúng hết. Và cái cuối cùng bây giờ các bạn vẫn chưa kết luận được là cái gì? Nói đại đi. Quyển sách đi. Một quyển sách, hai sô cô la đi. Quyển sách đi. Quyển sách đi. Thật ra nó là hai cái ví. Tôi nhớ Spiderman nè. Đúng rồi, em nhớ hoa hồng hay son đó. Cái kem nó kìa đó. Cậu đúng có một cái bí thôi. Đúng rồi. Nhớ đúng một cái bí mà cậu không nhớ. Đúng rồi. Tôi yêu cầu cho Lê Dương Lâm chượt cái đường một mình. Em nghĩ là không có phao đâu. Không có phao. Không có phao. Chượt bằng cái đầu. Chượt đi. Chượt bằng cái miệng. Gọi em lên đi. Trời ơi, em làm gì vậy? Như vậy là sau 3 lượt chơi, các bạn đúng được 2 lượt chơi. Chúng tôi quyết định là thay vì cho các bạn 6 túi ngủ thì các bạn chỉ được 4 túi ngủ ở thử thách này. Các bạn đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý, nhưng mà 4 ngủ ai ngủ? Tất nhiên là em không ngủ rồi, em sai phạm. Đúng rồi. Em cào mặt anh nha. Mấy em cào thì dễ giàu gì mà chúng ta tìm được một thành viên có thể quên được một món duy nhất vậy được. Chán nè. Dễ giàu gì được. Tất cả những cái sự gọi là ăn hại đó, mất trí nhớ đó chịu trong chương trình. Hai ngày một đêm tự do tự lo. Yeah. Yeah. Đề nghị ở đây qua hai cái trò chơi là cầu kính với lại cái đường trường. Thấy nó bình thường ha. Thôi ban đầu anh cũng nhót nhót anh ơi. Đúng rồi. Anh gian anh hay ra vẻ. Ban đầu tôi thấy hả đâu? Anh sợ sợ. Anh có sợ đâu. Khúc sau anh mới dạng chân đó. Tôi thấy khúc đầu anh ca. Anh Huy khúc đầu anh Huy đi. Bương Huy còn dám nhìn xuống anh nhìn thẳng. Có không anh Huy? Hay là anh ra vẻ? Anh không sợ đi. Nhưng mà tối nay mệt nha. Tối nay là hả. Tối nay một mình em thôi. Tôi điên khùng điên khùng. Một mình làm sao tôi có thể quăng miếng khi mà không có anh em chứ. Em có thể kiếm 5 người khác. Ở đó hơn 5 chứ em. Đúng rồi. Anh một đứa nam chưa. Em lên đó em casting đi. Casting lên. Ai hợp thì đi theo. Thì giờ từ sáng giờ chơi mấy trò chơi là tôi thấy là Rick Fan á là chơi thành công, chơi hay, vượt qua những cái khó khăn của bản thân. Khó khăn về xương khớp. Xương khớp nè, sợ hãi. Em ấy vẫn nhìn ra những cái món đồ và em ấy nói đúng. Đúng rồi. Em thì em ấy vô dụng. Tôi thấy anh em đang cố tình hả chơi tôi và tạo tôi vào thế bí. Tôi bí thiệt. Tôi bí thiệt. Và tôi bí quá. Tôi cần có mẹ Phượng của tôi đây. Có lại rồi mẹ. Đúng rồi. Tôi không biết cầu cứu ai. Nấu gì đi? Cholimex đây. Rồi về đêm nữa nó lạnh thôi.
Trời ơi. Trời ơi, đẹp quá. Quá thành cánh. Chim bay kìa. Chim tung bay hót. Xin chào mừng các bạn đến với The Norwich Village. Đây là một cái khu nghỉ dưỡng nằm trong địa phận của bản Hưu Tạc. Và phía sau chúng ta là rừng thông Hưu Tạc ha. Khu nghỉ dưỡng này thì rất là xinh đẹp. Tuy nhiên tối nay ngủ ở đâu thì là còn tùy vô các bạn nữa. Chắc không qua khỏi con trăng này quá. Từ sáng đến giờ thì các bạn đã giành được bao nhiêu cái huy hiệu rồi ạ? Ba. Bộ huy hiệu của chúng ta vẫn còn rất nhiều. Chứng tỏ là chúng ta vẫn còn nhiều trò chơi nữa để giành thêm được những cái vật dụng nha. Ở đây thì trời nó sập tối rồi cho nên là chúng ta không có thời gian tham quan nhiều nữa. Bây giờ chúng tôi xin mời các bạn di chuyển vào trong set game luôn. Cố lên! Cố lên! Cố lên! Cố lên! Cố lên! Và đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Yeah! Yeah! Trời ơi, tới chạy rồi anh em ơi. Quá wow, trời đất. Chạy đẹp đó nha. Wow. Ngôi nhà cổ tích quá ha. Các bạn có tự tin vào vốn âm nhạc của mình không? Chết. Dạ rất là tự tin ạ. Dạ rất là tự tin ạ. Tự tin vào anh. Đường vào tim em. Bài đó tên gì ạ? Bài đó tên gì ạ? Người tình mùa đông. Trò chơi đầu tiên của chúng ta có tên gọi là giai điệu băng giá. Rồi, cái gì có lạnh lạnh nào vô nước giá, cầm cục đá vừa hát vừa cầm cục đá nè. Chúng ta sẽ có một thành viên đeo tai nghe để nghe 16 bài nhạc tất cả. Khi nghe một bài nhạc, các bạn sẽ phải ngân nga bài hát bằng cuốn họng. 4 thành viên còn lại phải đoán xem tên bài hát là gì. Một thành viên đặc biệt được cử ra. Khi các đồng đội của mình đoán sai, thì thành viên đó sẽ phải lột một món đồ trên người. Nếu thắng ở thử thách này, các bạn sẽ mang về vật phẩm chăn, đệm, gối. Trời ơi, chết tôi rồi. Trời ơi, chết tôi rồi. Em không biết tên bài hát nhiều. Tôi giỏi lắm. Tôi ngày xưa làm ca sĩ mà, tôi bên okay. Nhạc viện mà. anh biết nhạc nhiều nè. Em bên bệnh viện nhạc viện. Anh Gia là biết nhạc nhiều nè, là biết nhạc nhiều nè. Được, đúng rồi. Khoan, từ từ, em nói em gần được đúng không? Ừ. Test nhạc ước gì? Thôi anh lội đi anh bị yếu quá, bị yếu. Anh cắt từng người thành viên cho anh. Không có biết tựa được nè. Từ từ, để bình tĩnh, bình tĩnh. Đây, thử quy nè, thử quy nè. Bên trên tầng lầu. Được, quy được. Đó. Hiếu cởi đồ đi anh. Đúng rồi, Hiếu đẹp. Body Hiếu đẹp. Em mất hết cơ rồi. Không cần cơ, rồi mới đã. Kệ nó. Không cần cơ, rồi mới đã. Rồi, chơi. Vô. Và bây giờ trò chơi âm nhạc giá băng bắt đầu. Bắt đầu. Ngoài trên này mình cùng nhau vỗ bài đi từ sáng tới đêm. Ta 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 ta. Ủa đó. Bài hát ngày một đêm, bài hát ngày một đêm. Không phải. Mình cùng nhau phát qua chị gốc nàng đến đêm hát lên trên từng đường hát của Đà Lạt anh. Nào mình được gọi ra đây phát qua nhau thì đến với nhau mua sao mỗi ngày dài lần sáng tê 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 tê. Em đẹp nói không biết lời rồi. Đẹp nói không biết lời rồi. Đáng đi ạ. Trời ơi, nào mình cùng đi. Nào, đó chính là nào mình cùng đi. Đây, đó là bài ca tuổi trẻ. Nhiều với em quá. Anh thật bất lực, anh bất lực quá em ơi. Trời ơi, anh thật sự ngu ngốc. Biết vậy đảo rồi. Rồi, chuẩn bị bài tiếp theo.
Kỳ quá. Chạy đi. Đi cũng vô. Jingle bell. Trời ơi, bài đó đó. Mấy anh ơi. Em nghe là em nghe Huy hát hả? Em nghe mà. Trời ơi. Thì đó, anh cũng không biết gì hết trơn á. Một bài của nữ. Một bài của nữ. Amy. Của nữ. Giấc mộng Amy. Hiếu nhắc. À. Thỏ trắng thỏ đen. Thỏ trắng thỏ đen. Hiếu ơi. Cái gì tụi ông Hải đây không nhớ. Nhớ là cái bài này quay chung với mẹ ở trên sân khấu. Đúng. Chốt đi ạ. Không biết. Chốt đi ạ. Không biết. Anh hai vào đời. Anh hai vào đời. Bài này tên đúng là 22. Cậu vào đời chi vậy má? Ừ. Anh vào đời đó. Bài này là hứa kiếm tiền sản xuất. Đúng rồi. Kiếm tiền thì biết lợi. Đơn điệu vậy. Là sáng tác luôn. Anh đưa như vậy rồi nè. Là 40 đó anh ơi. Rồi anh tính tới 4. 4 mì à. 22. 4 là người ta đưa vậy. Không phải Gen Z hết trơn. Hiếu ơi lột đi em. Chết em rồi. Trời ơi, hỏi nhạc xưa đi mọi người ơi. Trời ơi, hỏi nhạc xưa đi mọi người ơi. Nhạc xưa. Nhạc xưa đi. Nhạc xưa. Nhạc xưa đi. Nhạc xưa đi. Vô. Trời cái gì vậy? Bài gì vậy? Có súng có đạn hay gì vậy? Trời cái gì vậy? Có mẹ này biết không? Có súng có đạn hay gì vậy? Có súng có đạn hay gì vậy? Khi mà không còn yêu thì đêm nào ta cũng say vì không còn ai gọi ta về mau thần mau đau thật đau. Bánh mì không. Cái chỗ đó không hát. Tắt nhạc rồi. Trời ơi. Khi em biết bài đó rồi thì em hát câu B cho anh. Nhạc nó lớn lắm em không nghe điệu được. Khi em biết bài đó là gì rồi thì em hát câu B cho anh. Đúng rồi. Đúng không? Ca sĩ gì đâu chán trường. Rồi bây giờ là bài hát thứ tư. Cố lên. Bài của Hiếu, bài của Hiếu. Mambo Hiếu thứ hai. Mà xin cho lên cho voi cho. Biết rồi. Trời rap nó không có ra được đâu. Cái khúc nào mà nói gì. Đúng rồi. Nhưng mà anh cũng đâu có biết cái lời cái nhạc đâu. Anh đùn cái kiểu gì. Em hút cũng không biết. Lòng nhầm ngoài mưa lấm lem buồn lầy. Khi xưa trẻ con nào đâu có biết
cô tôi từng ngày theo đúng bạn thật hiền. Từng ngày giống trên tháng này. Cũng mong là em đâu nghĩ gì. Một ngày đẹp trời nắng đã lên cao. Đôi ta bên nhau biết yêu khi nào. Đôi ta bên nhau biết yêu khi nào. Biết yêu khi nào. Rồi, chính xác. Yeah. Quá vậy. Yeah, quá hay, quá hay. Hay quá. Xin mời bài tiếp theo. À, trên nói lời chào. Đúng rồi, đúng rồi. Lâu nay em luôn một mình, lâu không quan tâm đến mình nào. Tim em đang nào khi em quên sẽ hát chào. Trên nói lời chào. Đúng rồi, đúng rồi. Anh sắp nhớ rồi, sắp nhớ rồi. Bài gì vậy? Biết rồi, biết bài là biết rồi. Em nói lời chào. Bùa yêu. Bùa yêu. Chính xác. Rồi, hay. Rồi, hay. Câu B. Bút xì là bùm, ba là bùm. Bài nào cũng nhảy kiểu vậy là sao mà nó ra. Không dám đâu, em còn phải học bài. Làm như vậy là anh biết rồi. Nobody nobody but you. Nobody nobody but you. No one nobody nobody but you. Chúng tôi sẽ nói luôn. Thôi mà, ngủ ngoài đường bây giờ. Đó là nobody nobody but you. Bập bập. Nobody but you. Bập bập. Nobody but you. Bập bập. Sai rồi, đó là bài ghét anh của Mây Trắng. Ủa. Cô bàn chân lặng lẽ giữa dòng đời như nước chợt trần trắng đen không thể nhìn. Em bỏ xuống luôn rồi, bỏ xuống trước khi mà anh nói luôn rồi. Mọi người tập trung nghe em hát nè. Đang tập trung đó. Em hát tập âm trì nha. Cho dễ nghe. Trời cái gì vậy? Nhạc gì mình giật điện như vậy? Lo cái melody giùm tôi đi. Lo gì quá. Tất cả được im hả? Tất cả được im hả? Tất cả đứng im của Quy. Tất cả đứng im của Quy. Chính xác. Vậy tất cả đứng im. Yeah. Giờ bắt máy khi bên cạnh và đáng đi ra nên biết anh có thể bắt tay trận khi em làm sai được bao nhiêu lần. Không phải xin được tha em ra anh không cần. Ngẩng mặt em lên thật cao nhưng chẳng thể cứu nổi tâm hồn em trên ra làm sao. Ủa bài tụi em quay mà tụi em không biết cái gì em vậy? Em có biết đâu, tụi em là hả, lúc đó là minh họa thôi à. Anh không có cho nghe nhạc. Đúng rồi, bác tụi em diễn cho tụi em diễn cái đó. Diễn đi, diễn đi. Ừ, có nghe nhạc đâu. Và anh ta trong vai bị cao. Mà em hát câu B, em không hát, em hát cái gì vậy? Hả? Em hát không nghe rõ quá. Tập trung vô cái melody giùm tôi. Khó lắm, anh thử không? Không nghe được melody đâu. Ê, cho anh Giang đi, thử cho anh Giang đi. Nếu mà cho tụi tôi đổi thì giờ cho tụi tôi ý kiến đi. Giờ thí dụ mà người đó làm cho tụi tôi không hiểu, người đó cũng cởi luôn. Đó. Đúng rồi. Đó. Còn tụi tôi không trả lời được, tụi tôi cũng cởi luôn. Đúng rồi. Anh Giang vô đi. Ai đoán? Tụi em đoán. Tụi anh không tin tưởng tụi em hả? Nãy em giỡn thôi. Bùa yêu là ai nói? Em nói. Em giỡn gì 4-5 lần vậy? Nếu mà em làm không được em tự cởi đồ em mà. Ok ok. Còn anh nào làm không được là anh ấy nha. Vì chúng tôi cho đổi người rồi nên luật phụ là phải có thêm thành viên lột đồ nha. Đúng. Anh Giang đó. Đúng, anh Giang lột đồ. Rap rap. Rap rap. Chết.
Câu B anh. Câu B đi. Hát nhạc là không hát được. Đang rap. Câu B anh. Câu B đi. Câu B anh. Câu B đi. Câu B anh. Câu B đi. Khi em biết bài đó rồi thì em hát câu B cho anh. Nhạc nó lớn lắm anh không nghe gì vậy. Trời ơi, khi em biết bài đó là gì rồi thì em hát câu B cho anh. Câu B. Mà em hát câu B, em không biết em hát cái gì vậy? Câu B anh. Câu B đi. Điệp khúc. Anh không nhớ. Anh không nhớ. Anh không nhớ. Trời ơi. Hãy vui lên nào bạn nhé. Nào, hãy đi vui lên nào bạn nhé. Đây vui đẹp trả lời đây, chị biết hát rồi. Đây, nói về âm nhạc nãy giờ dễ quá dễ thôi. Bài thì quá dễ. Quá dễ. Bài hát này là cũng nhất. MTV. MTV. Nào, hãy vui lên nào bạn nhé. Bạn nhé. Nè, trả lời sai một cái nha. Đó là khúc Yêu Đời. Đời. Yêu Đời. Đời. Trời, hát cho dữ vô. Đó là bài chuyện nhỏ, không phải bài yêu đời. Rồi bên em sai bên này lột chứ. Đúng rồi, em đoán bậy đó. Tụi em chơi. Thôi hát cỡ đi. Rồi, lột ra đi. Em có đồ lột. Từ sao mình làm đúng. Em lột micro. Đá đồ giày đó. Đúng rồi, lột đồ giày đi. Rồi, chơi tiếp. Ok, tiếp. Cứu em, cứu em. Này em, này đó những đóa hoa xì. Lột đồ à, đôi má của em một đóa quỳnh. Quỳnh thơm hay đó em thơm. Những mùa xuân sang đó. Hoa mi tóc nâu, hoa mi tóc nâu. Gì? Không. Điên khùng. Thôi điên khùng, khán giả chửi bây giờ. Thôi điên khùng, khán giả chửi bây giờ. Ừ, bài này là bài, bài này là bài lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Ta trao cho em một đóa quỳnh. Quỳnh thơm hay môi em thơm. Ta trao cho em một chút tình. Tình rồi, không đúng, không đúng. Phải không? Vậy thì bài đúng không em đó? Nãy đó, nãy đó. Nãy em đúng đó, mạnh mẽ lên em. Phải không vậy? Anh biết đâu. Hoa mi hoa mi hoa. Trong vườn khuya. Hoa mi hoa mi đông đâu là em đó. Hoa mi hoa mi nói những câu buồn thơ. Đúng là vô tì ghê luôn á. Hoa mi tóc nâu. Yeah. Hoa mi tóc nâu. Yeah. Chính xác. Wow. Trời ơi. Ôi. Ủa, hát được rồi mà sao trả lời không được? Kiều Minh Tú lột một bộ đi. Em bị sợ. Nói là em không có thuộc lời. Kiều Minh lột ra. Anh đã nói là anh không thuộc 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 thuộc. Ồ, nhạc buồn, nhạc buồn. Đợi xíu đi. Anh đợi là hơi lâu không? Anh ơi, nghe nhạc thiền hả anh? Ê, hay là mấy nhạc cho spa ta? Tăng 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 tăng. Nhạc thiền dễ ngủ. Nhạc thiền dễ ngủ. Phải không? Anh không biết bài này. Anh không biết bài này. 3 2. Giờ mình trả lời hả? 1. Chúng tôi là nhạc thiền dễ ngủ chữa lành tâm hồn. Nhạc thiền dễ ngủ chữa lành tâm hồn. Đó là ca khúc Đôi Mi Em Đang U Sầu. Đôi mi em đang u sầu. Anh không nghe được câu B.
À, chứ có câu anh đọc tiếng Anh lớp. Em biết bài đó, em biết bài đó luôn. Sao giờ anh em cố lên nha anh em, Hiếu sẽ còn một bộ đồ à. Mình tập trung nha. Ủa cái melody của anh kỳ quá. Waiting for you. Oh, hai ba. Waiting for you. Waiting for you. Đêm tình buồn hạt mưa rơi xuống trong gian lang yêu. Mình chỉ là người đứng sau. Biết em đang ở gần bên. Sai rồi. Sai rồi. Mấy đứa con này mà chờ. Đó là ca khúc tình yêu màu nắng. Ủa? Không biết hả? Đoàn Thị Trang. Rồi, Hiếu. Lạnh lắm rồi. Thế thằng em như vậy thì có là vui. Lộn rồi. Nói gì hả? Nhìn tụi anh thật cool là wow. Wow. Trời ơi, mời em, mời em, mời em. Trời ơi. Bài tiếp theo. Sao hay ra dẻ? Sao hay ra dẻ? Tên là quá gì? Quá ông ta có quá không vậy? Bài gì bài của em đó? Sao hay ra dẻ? Tựa đề là cái gì? Bài gì bài em hả? Ủa, em có quá không ta? Trời ơi! Sao hay ra dẻ quá? Không. Trời ơi! Khoan! Anh Lâm ơi cứu em! Bài của em chính xác là sao hay ra dẻ quá vậy? Sao hay ra dẻ quá vậy? Không, không có vậy. Không có vậy, sao hay là dễ quá. Cứu em Lâm ơi. Cứu em. Ừ. Em hết rồi. Hay ra dễ, đúng rồi Lâm á. Có quá không? Cứu em làm ơn đi. Cứu em nhớ lại, nhớ lại. Không em, có quá không? Không nhớ. Em có quá không? Không nhớ. Nhớ rồi. Có quá không? Nhớ rồi, em sợ với anh mà. Có quá không? Có quá. Mình là gì chứ em? Dương Lâm. Anh tên gì? Lâm thì sao nè? Ra dẻ quá. Giờ bây giờ sẽ là ca khúc sao hay ra dẻ quá. Và bây giờ sẽ là ca khúc sao hay ra dẻ. Ủa? Quá đâu? Sao nó dẻ quá? Quá đâu? Sao nó dẻ quá? Trời ơi. 3, 2, 1. Sao hay ra dẻ quá. Chính xác. Đúng rồi. Trời ơi, thấy chưa? Anh đã cố gắng, thấy chưa? Em hơi lạnh nha. Trời ơi, đúng rồi. Trời ơi. Anh nhạc chuẩn bị. À. Lướt như một cơn gió. Không phải.
3, 2. Không nhớ tên nổi đâu. Phía sau em. Nước như một cơn gió. Sai rồi. Đó là bài Simple Love. Đó là bài Simple Love. Trời ơi. Ủa. Sao bài đó kỳ vậy? Anh giải hát bài khác. Đại lục đó. Đại Simple Love nè. Im. Là ra Simple Love. Simple Love. Simple Love. Đúng đó, phụ em. Rồi em gọi đi. Từ để tôi. Em cho. Ủa, tôi chưa lộ rồi. Đưa đây. Trời ơi. Đứa này. Anh già mà anh ham cỏ non. Thôi bớt quan tâm khúc này cho nhỏ đi, để nhỏ tự nhiên đi. Thôi đi mà. Nó ngại lắm. Cỏ này thú nè. Rồi, màu gì? Có gì đâu ngại. Ê. Rồng rắn lên, mày có cái gì đúng nhá con. Vui nhà hả? Rồng rắn lên, mày có cái gì đúng nhá con. Vui nhà hả? Rồi, cho ông chủ đi ngủ đi. Khoan, bây giờ còn một cái, một món nữa đó anh em. Tôi đang ở một nơi xa xa, không có ai cần cứu ta. Tạo một nơi đẹp như mơ, chỉ cần em mây trắng bay làm như biển rộng sóng vỡ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài. Cái gì vậy, rên gì em? Trong dạ, rừng đúng không chị? À. Chị phải xác nhận tí nữa, chị phải nói chứ công chúng cho mọi người biết. Cho anh bớt cho chẳng đi. Đúng rồi. Đi gần cho nó thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về. 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 Đi thật. Là bài gì? Em xin đại diện cho mấy đứa em của em. Em xin nói thông báo của tụi em rằng đi thật đi để trở về. Đi để trở về. Chính xác. Yeah. Chính xác. Yeah. Yeah. Mừng quá. Trời ơi, cái gì dữ vậy? Cảm ơn anh đi. Cảm ơn anh. Chị. Cái gì em? Chị. Cái gì em? Thằng này bữa nó giật chồng em. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Lên nhau rồi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Thưa quý vị các bạn, em tôi đã chịu quá gì đâu khổ. Có cái màn lột đồ. Không có chương trình nào anh em vui vẻ như vậy hết. Yeah. Đây là một trò chơi rất là đơn giản nhưng mà mang lại nhiều tiếng cười. Đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Hiếu ơi, em ổn không? Em thấy là mọi người ở đây chắc không phải đàn ông. Mọi người ở đây chắc không phải đàn ông. Hả? Tại sao vậy? Thèm khát nên là muốn trả lời sai, cố tình trả lời sai. À, giống như bạn của anh, tại sao anh không nhớ được? Em mà nhớ hả, cho cái sụn mũi em nó hả bị không lành. Không, cái đó nhẹ lắm. Cái đó nhẹ. Sụn mũi bị hoại tử đi. Sụn mũi bị hoại tử đi. Bây giờ sẽ là một trò chơi nhỏ để kiểm tra sự phối hợp ăn ý của các bạn. Trò chơi rất đơn giản,
mỗi người sẽ nhận một khúc ống. Nhiệm vụ của các bạn sẽ là sử dụng những khúc ống đó nối lại với nhau và truyền quả bóng từ vạch xuất phát về đến vạch đích trong vòng 60 giây thì thành công. Nếu các bạn chiến thắng ở thử thách này thì sẽ nhận được lạp xưởng và bia Sài Gòn cho bữa ăn tối nay. Rồi. Trời ơi. Ê. Ngon ạ. Ngon. Một chảo tay ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Anh Giang chạy. Hiếu chạy. Hãm lực lại, hãm lực. Anh Giang chạy. Hiếu chạy. Hãm lực lại, hãm lực. Hãm lực lại, hãm đi. Hãm được lại, hãm đi. Nè nè nè. Nè nè nè. Ôi trời ơi. Trời ơi. Anh ơi, nó tưng mày đâu phải lăn em. Lăn lăn lại đi, lại đi, lại đi. Lăn 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 lăn. Lại đi, lại đi, lại đi. Khoan, trò chơi này không được nhanh, cứ từ từ. Từ từ, mình từ từ. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Phải có một người hãm lực lại. Một người hãm lực. Rồi, tôi hãm rồi đó. Tôi hãm nè, tôi hãm nè, tôi hãm nè. Đúng rồi. Cái nhẹ thôi. Quẹo gì đây chứ, quẹo đâu ra cổng vậy? Hãm nè. Ê, ê. Ê, 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 cứu mạng. Từ từ, từ từ. Trời ơi. Trời ơi. Cái tin kìa. Dạng ghê luôn á Quỳ ơi. Trời ơi, gần tới rồi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh đi, bánh đâu, bánh đâu. 3, 2, 1, go. Xét thứ tự nha mọi người, xét thứ tự. Ôi, chúng ta giống vũ đoàn bông sen quá. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi. Cái con này. Chị làm nó quẹo. Chán ghê luôn á. Đây là phải hãm lại. Em phải để cho nó vô cái mép. À. Hết 60 giây rồi. Người đâu, gấp ra. Ủa, người cái bên đây đâu, người cái bên đây đâu. Đừng làm vậy đi. Em hãm nha, em hãm lại nha, em hãm lại nha. Ok. Em hãm nè, em hãm nè. Chạy ra phía sau, chạy phía trước. Lùi về, lùi về. Nè, 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 vô, vô, vô. Ê, 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 cẩn thận, từ từ. Quỳ vô, quỳ, à, tốt vô. Đó. Từ từ, từ anh em ơi. Đó, sắp tới rồi, sắp tới rồi. Gần vô nè. Được rồi, lên. Được rồi. Vô, vô. Yeah. Hay quá. Quá phút chắc luôn. Quá phút rồi. Hai, chắc là năm, ba phút mấy á. Mất bia, mất bò. Mình như vũ đoàn. Mệt quá. Như vậy ở lượt chơi đầu tiên các bạn hoàn thành thử thách trong vòng 1 phút 59 giây. Trời ơi. Rồi, do bị hai lần đó. Bây giờ chúng tôi sẽ cho các bạn một cơ hội nữa. Nhưng mỗi lần thực hiện lại các bạn sẽ bị trừ đi 5 giây. Và lượt chơi tiếp theo chỉ còn 55 okay. giây. Ok. Còn 55 giây. 5 giây. Chơi. Quen tay hết anh em. Quen tay rồi, quen tay. 3, 2, 1, bắt đầu. Nè, anh vừa xong nè, anh đi nè, đó. Nhẹ nhàng thôi. Quỳ đâu, quỳ đâu. Em tới liền, em tới liền. Không có gì nữa gấp hết. Bộ tờ anh ơi. Chậm quá cái này, chậm quá. Chậm quá, chậm quá. Nhanh lên đây đâu. Quỳ đâu. Em đây, cháu lên anh ơi. Ê, 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 Hãm 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 hãm. Ở lượt thứ hai, các bạn hoàn thành thử thách trong 30 giây. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành thử thách. Quá hay. Bây giờ xin mời các bạn di chuyển đến set quay tiếp theo. Yeah. Được rồi. Chúng tôi không nhận đoán nữa. Nhận gì? Phải biết cảm giác đói rét là như thế nào. Thôi đi anh ơi. Em đó, em chơi rớt tùm lên. Thôi anh đừng có nói vậy.
Bây giờ ở đây các bạn sẽ có cơ hội để lấy thêm nguyên liệu cho bữa ăn tối nay ha. Và bây giờ các bạn nhìn những cái món đồ ở trước mặt các bạn, có đoán là trò chơi của chúng ta là trò gì không? Cây kèn. Cái này thỏ tò he ta. Cái gì vậy? Bún một cây nằm con dèm luôn đây luôn. Lạnh lắm. Hình như là ba cái kèn cùng màu, ba cái kèn khác màu nha. Test cái mặt anh hoài vô đi. Thôi, chắc con mà nhức đầu lắm. Anh hoài vô đi. Thôi, chắc con mà nhức đầu lắm. Thôi, chắc con mà nhức đầu lắm. Trò chơi của chúng ta có tên gọi là La lên là thua. Lần lượt từng người sẽ chơi. Các bạn sẽ ngồi và đưa lòng bàn chân của mình ra. Người khác sẽ hỗ trợ và kéo sợi dây chun ra xa khoảng 1 mét và buông tay. Nếu các bạn đau và la lên hoặc có tiếng thổi kèn thì các bạn sẽ thua. Nếu có ít nhất 4 người chịu đau và không la thành tiếng, các bạn sẽ chiến thắng thử thách này và đem về nguyên liệu thịt ba chỉ cho bữa ăn tối nay. Thử nghe, tại em sức vừa em dở nhất nè. Ai là người kéo? Để coi. Ai là người kéo ra? Ai cũng được, miễn sao mét là được. Vậy những anh em chúng ta cùng kéo. Ủa vậy luôn á. Nhẹ thôi. Lời nói làm cho. Núp sâu vô nha, núp sâu vô. Thành là thua đó. Nghe anh đi, rồi đúng rồi. Và chào mừng anh đến với cơ sở massage thư giãn của bên em. Âm nhạc. Tăng 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 tăng. Tăng tăng. Ơ tân tân quay hả miệng rồi quá anh ạc vậy trời thua đau lắm em ơi. Em nhìn lại cảm giác nha, lúc đầu nhấn cho nó nhất mà khi mà đeo giày vô và đi á nó thốn nha, nhất thốn. Bây giờ nó quyệt cái vô rồi đó. Ok, thấm quyệt rồi đúng không? Thôi ai thấm quyệt anh tạo quyệt đây em, để em. Thôi em là nương tay nhất. Em thì hả? Anh nương tay nhất. Ok. Ai vô đi, em nhẹ nhàng nhất. Hiểu nè. Nhỏ mới bị giấy xong luôn á, giờ bắt tao nữa. Ai cũng phải chơi đây mà. Em đây, em đây. Thôi anh không nhẫn tâm đâu. Thôi luôn á, đội nó lắm. Thôi nhìn mặt anh giống dưới 18 tầng. Dưới 18 tầng. Anh ơi, nếu nó nói anh là đầu trâu mặt cửa. Đầu trâu mặt cửa. Trời ơi, được. Ừ. Đây là cái tội đẹp hơn ta. Ừ. Hát hay hơn ta. Ủa, chị Tấm ơi. Ủa chị Tấm ơi. Gì em? Mình đi chơi không? Đi đâu em? Đi xa xa một tí. Ok em chờ chị. Ok em chờ chị. Xong rồi, xong rồi. Xong rồi, xong rồi. Hả? Ê, ủa nó có chích thuốc tê không mà không la vậy? Tôi nghĩ cái đằng chân nó là... À! Đau quá nha. Ôi. Rồi, Hiếu thành công rồi. Cái gì? Hay quá, rất là giỏi. Rồi sao dễ vậy? Dễ vậy. Được, em. Đây. Gửi con nhỏ em, để em đi chị. Ok. Đau lắm má, cái lạnh nó đau lắm mà đừng dở. Ồ. Rồi để lên đây mới sợ nha. Anh có kinh nghiệm nè, không thấy là tim không đau thiệt. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, không thấy là không đau. Đau, đau cảm giác á, đau tinh thần á. Không thấy không đau, vẫn đau như thường. Không có đâu em. Thổi đi, thổi cho vui trước đi. Để anh cầm cho. Không có đâu. Bỏ tay xuống. Thổi lấy tâm lý em ơi. Rồi rồi. Mắt không thấy, chân không đau. Không thấy không đau. Mắt không thấy, chân không đau. Em ơi. Mắt không thấy, chân không đau. Mắt không thấy chứ. Ủa? Đúng thiệt, mắt không thấy chân không đau. Ủa? Đúng thiệt, mắt không thấy chân không đau.
không thấy chân không đau. Trời ơi, giỏi quá. Đây là cái tội đẹp hơn ta. Ừ. Hát hay hơn ta. Tân tân. Ơ. Tân tân. Chị của em thao ngon rồi. Em sao lại chơi như vậy? Không, không phải nó chơi đâu. Không thấy đường mà em. Em không thấy đường. Cái nghề nghiệp em báo thôi. Vậy rồi, à. Anh em mình đi giải thích nha. À. Làm tiếp rồi Lâm ơi. Làm tiếp rồi Lâm ơi. Ủa, giết chồng rồi mà. Chứ sao mà không rồi. Không, trúng em mà. Đó là do em chứ phải là do Rít. Rít chứ. Xong chưa em? Nhắm mắt lại đi. Trời ơi. Trời ơi. Nhắm mắt lại đi. Trời ơi. Nó đứng trồng rồi. Nó đứng trồng rồi. Rồi, công nhận rồi đó. Ok. Rồi, thành công. Trời ơi. Sao nha. Ghê quá. Vâng, đi vô đây. Đau lắm trời. Đau, ơi. Đau, đau. Dữ hả? Đau lắm á. Anh Tuấn, anh sẽ thổi lên cho không khí ấm áp lên đi nào. Anh bài sợ. Jingle Bell. Anh sợ không có ấy mạnh. Đến. Giải tên Kiều Minh Tuấn lên. Giải lên. Đây. Quỳ công công. Thôi để anh làm, để anh làm cho. Ủa. Đây. Để anh làm cho. Ủa. Nhà thôi. Không, đừng gọng anh. Hay không càng không đau. Trời ơi. Trời ơi, có gì nữa đây? Bùa. Anh dám chơi Salon Bass à? Thôi. Thôi đâu. Ủa anh mà, cũng của ai đâu. Ủa anh mà đó. Thôi. Thôi đâu. Ủa anh mà, cũng của ai đâu. Ủa anh mà đó. Ủa vậy hả? Không là không biết. Em không tập trung cho nên em đâu biết. Ờ. À, vậy là em qua rồi. Yeah. Lâm. Mẹ già đi. Lâm, Lâm. Lâm, cứ mẹ lên luôn đi. Được. Để em. Em hả? Em đi. Em là người anh lớn của Lâm. Đáng lẽ anh ăn tính thì cho tôi chứ. Hồi nãy như Lâm cũng kéo em một cái đúng không? Ủa khoa mình đủ chưa? Mình đủ chưa? Ba người anh. Đủ rồi, ba người rồi. Khoan, khoan, khoan. Khoan, khoan, khoan. Chết rồi. Khoan, khoan, khoan. Chết rồi. Mất cái đường thiên lý của thằng nhỏ rồi. Trời ơi. Đùi, 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 đùi. Ai da. Bắn ở đâu vậy? Bắn vô đùi. Em kéo hả? Thôi em không kéo đâu. Để anh Tuấn kéo đi. Đúng rồi, để anh kéo. Anh muốn em kéo hiểu. Trời ơi. Những gì anh đã gây ra trong tương lai. Quá khứ. Quá khứ, xa xưa. Thì bây giờ anh sẽ hưởng trong tương lai. Anh ơi, chuyện nó bắn vào mắt tôi. Bịt mắt ảnh lại giùm anh. Thôi, không thấy không anh đâu. Anh điều đi anh ơi. Ủa, quy định đâu có cho đâu bắt được bắt. Nhưng mà cái người người ta bắn. Đúng rồi, anh dẫn tâm lắm. Bây giờ anh thấy được. Đúng rồi, anh là phù dây. Đúng rồi, dẫn tâm lắm. Kéo kéo nên nóng xuống em đi. Giờ không biết là ai bắn không nha. Không biết ai bắn nha. Không biết ai bắn nha. Chúa con này. Ủa bình thường mà mọi người la dữ vậy. Trời ơi, anh chịu được hay quá. Hay quá. Trời ơi, dễ quá. Quá thiệt luôn. Trời ơi, vậy bắn anh ba cái nữa. Vậy là chắc ở nhà chị Phương cũng bắt quỳ gai nếm mật. Bắt quỳ gai nếm mật. Anh gia đi không nhiều chứ, chứ anh dày lắm.
sợ chứ không có đau. Đấy, tôi diễn màu mè cho mọi người coi rồi. Thôi không đau. Chứ cái âm đau này đau cho tôi đi trên đất từ nhỏ rồi. Đau đâu mà đau. Làm lên Lâm, Lâm à, Lâm à, Lâm. Em làm bớt trắng là ok rồi. Em cười anh nghe coi. Quay tiếp. Làm như vậy nè. Gì? Hồi nãy em thấy Hiếu thứ hai tội nghiệp quá. Anh Tuấn thì chơi hời hợt, cố tình hại người ta. Đợt này làm Hiếu chiếm bốt lai. À, em nghĩ cho anh Tuấn lên đi. Rồi, cánh vô giùm em luôn, chơi luôn. Anh Tuấn nha. Đưa cái thằng Phú vô được không? Cái thằng nó ồm ồm ấy hối mình đó. Đúng rồi. Ừ. Thôi, đi thôi. Té. Để xem ai đêm nay sẽ bị hổ vô. Hai con quỷ ghê quái. Hai con quỷ ghê quái. Đó hỏi là tiểu phẩm à. Như vậy, một liên minh giữa Chris và Dương Lâm đã được hình thành. Hai người cùng đồng tình sẽ bỏ phiếu cho Kiều Minh Tuấn. Để đêm nay, Tuấn sẽ là người phải ngủ một mình trên ngọn đồi hoang. Những người còn lại vẫn chưa có động thái nào. Vậy đêm nay, ai sẽ là cừu đen? Hai ngày một đêm, 100.000 khoảnh khắc xem độc quyền và sớm nhất trên ứng dụng Vion. Sợ. Gì cho nó vậy? Tới đây được chưa? Cái này nó đồi cao lắm rồi đó. Cao lắm rồi đó, tới đây được chưa? Cái gì vậy? Ôi ôi. Không nha. Đừng kêu vô đó. Cái gì vậy?